Vụ gì mấy bữa nay Ví dụ mà liên mấy cái đám Việt Tân, cái đám chống phá bên kia nó bơm thổi câu chuyện từ từ trắng thành đen, từ một đứa em sinh viên vì vấn đề cá nhân thôi, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, thì nó bơm thổi lên, nó cho rằng là em đó đi đi thực tập quân sự mà bị hấp diêm tập thể, dẫn đến là phải nhảy lầu tự vẫn tự tử, rồi nó làm đủ ok. trò. Thì ta đến Bởi đổi thằng bác sĩ rồi nói có người hỏi nó bố còn kìa, có người hỏi bố Tết này bố có về không kìa, không, Tết mẹ này ơi bố về khổ Việt quá, Nam kìa. tao tức quá, tao về không có được, tao về không được, nhưng mà tao hứa là tao sau Tết cũng hè tao về. Tại bởi vì ở đây bao nhiêu năm mà đi ra khỏi quê hương rồi, chẳng có khi nào tao ăn được cái Tết đó. Nhưng mà tao nói nhắc lại về nghe cái điều này, là tao đối với tao mỗi ngày mỗi lần, bất kể từ 1 tháng 1 đến tháng 12, khi nào ta đặt chân về tới Việt Nam mình là ngày đó là đối với tao là Tết, đủ bất kể trong năm. Và ta Tết của tao là Tết mỗi ngày, phải quan này cũng biết vậy đủ. Ê, lại vô dậu là đủ, từ con khô, từ con ốc len hoặc sầu dừa cái gì đó đối với tao là Tết, đơn giản vậy thôi chứ không phải đâu. Bởi vì nếu kiếm không khí Tết mà trong con mùa mà rộn rệt cái tất cả mọi người đều hưởng đó, thì không không có. Nhưng mà riêng đối với tao, ngày nào tao cảm thấy tao ở Việt Nam lỡ là Tết thôi. Tết là gì? Tết là cái sự mừng vui được đặt chân tới mảnh đất của mình, được ăn uống với con cháu, được hồ hởi phấn khởi, được uống cà phê, được nhậu bia hơi, ngồi vỉa hè, ngồi lê la, nói chung vậy là lễ Tết rồi. Bởi không có cái gì vui hơn bằng cách là mình đang ngồi ăn uống, đang ngồi nói chuyện cà phê, đang ngồi uống một ly bia với bạn bè hoặc là những con cháu này kia, ở trong một cái thềm hoặc là trong một cái nhà hoặc cái nhà cái gì đó ở thành thành phố mình hoặc là ở đất nước mình, đó là hạnh phúc tuyệt vời. Rõ ràng đó là Tết rồi, đối với tao là Tết rồi. Còn tụi con ở trong nước, tụi con thừa cái điều đó bởi con hưởng được cái điều đó, thì cái chuyện con coi về là không có gì phải quan trọng. Nhưng mà đối với tao cái điều đó nó xa xỉ, tại là vì chỗ đó đối với tao ngày nào tao cũng gọi là Tết, khi đặt chân về tới Sài Gòn là tao là Tết rồi. Rõ rõ là vậy đó. Đi ăn hủ tiếu bò kho cũng Tết, đi ăn phở cũng Tết, cái chung này được ăn được ngồi đó được nói chuyện nha, Tết rồi, được tán gẫu với bạn đó không. Mà còn nếu Đúng bữa đã bữa là gặp gặp những người mà tri kỷ, ê vô chân anh chân chú vô 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 chân chân la lớn lên, mà hơn nữa mà nếu mà gặp những cái đội đá banh mà lúc đó mùa đá banh tại Việt Nam mà ta mình hòa chung nữa là càng Tết hơn nữa, vui nữa để cái vậy Nhưng đó. Đó là cái chuyện mà cái đợt vừa rồi á, bố cầm về Việt Nam 6 tháng á, có một món mà xui bố vậy. cầm chưa Không trải nghiệm. không 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 có cái gì đó anh nào mà nó lớn ở Trung Quốc cúp hay là gì 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 ai sẽ gì FIFA hay là cái gì SEA Games gì không có chứ AFF AFF xui SEA Games đúng không? À, nhưng mà còn một cái nữa là bố cầm chưa chưa được trải nghiệm trong đợt 6 tháng vừa rồi, bố cầm về Việt Nam nè. Vẫn nhắc ra là bảo vui ông già nhớ vui nhà, ông già đi gì uống cà phê vợt. chưa chưa Đi chưa uống chưa đúng rồi quán cà phê cốc, chưa cà phê vợt đó, đúng chưa? Đúng đúng chưa? rồi chưa Mà chưa quán chưa cà phê này là tồn tại mấy chục năm luôn rồi, ở ngã tư Phú Nhuận, đường Phan Đình Phùng. Ồ giờ chưa 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 À, thì sao giờ để chưa, đúng giờ chưa? mới ở đúng rồi Đó, giờ cà phê vợt thấy không? Bố nhớ cà phê mà vợt cà không? phê giờ là phải uống cho sớm kìa, biết biết rồi mất giận giống như cái túi gì bỏ cà phê vô hồi xưa tao biết mà. À, Nhưng mà trời ơi. hồi xưa Chưa, đúng nhà không? tao sát bên cái nhà bà ngoại bán về cái giật mấy chục Thì năm đó, lâu rồi. cái quán cái quán đó là gần nhà bố cũ ngày xưa đó, được kinh Đúng kinh rồi nhiêu đường nhiêu tứ đúng chưa, đi ra cái tôi Phú Nhuận ngay đường Phan Phùng á, ngày rồi xưa là đường Võ bữa Tánh bữa á mày biết uống cà phê đó đó. là uống gì uống phải nóng mà phải uống không bằng uống không bằng cái ly nha, uống cái dĩa mấy bà sẽ uống bằng cái dĩa nóng quá mà nóng ra Ồ, từ cà phê giờ đổ đổ ra cái dĩa hút ra ra không ra không có chỗ ngồi luôn không, ghê hả. quán đó Rồi ok ok ra không có chỗ ngồi luôn á, đừng có giỡn rồi được rồi, để về thì đi thôi có gì đâu. Thì đó, thiếu cái đó đúng hôm chưa? nay đúng rồi thiếu cái đó rồi. Bây giờ bữa nay là bên Việt Nam là 23 phải không, 23 24 Chưa, tức như mai là mốt đâu. mấy bữa nay là người dân Việt Nam hiện giờ đang coi như tảo thanh, tức như là có bắt vô chơi kìa, kìa bắt lên biết sao không? Là người ta đi giải mã, người ta đi Giải vô mã coi những người 25, nào 25 là hả, 25 hình 25 rồi như 25 lận 25 hả, 23 là ông táo lương láo gì trời. à, 25 đường Rồi táo, rồi bữa hôm nay mới 21 à.
bữa nay 31 à, ô vậy cũng được, vậy cũng còn xạo xạo được mấy ngày nữa. 20 21 à, mấy 20 21 à. Ừ. Mấy ngày nay là mấy bà già nhà ta, mấy bà già, mấy mẹ, mấy o gì đó đã khấu đồ ly tất tả đi chợ mua bông mua hoa rồi xong rồi về để chuẩn bị cúng ông táo rồi kia rồi. À, hồi xưa ta nhớ nhớ kỷ niệm hồi còn nghèo, nhớ lúc còn nghèo là mấy bây giờ là gom góp lại tiền cho mua cho mấy đứa con mấy bộ quần áo. Mà mấy bộ quần áo về xưa biết rồi, may vậy rất là xấu rồi cái xếp lại. Em chào anh Lê Bắc. Cưng lắm đồ để là xếp lại để đêm 30 sáng mùng 1 đứng dậy ra mặt phải không? Ừ, mắt. Rồi, xách cái bàn ủi con gà, đúng không? Thời điểm đó là xách cái bàn ủi con gà đúng chưa? Ủa gà cái xuống cho bếp coi nó đốt lửa lên lấy than đổ vô cái bằng ủi con gà đúng không? Ra ủi đồ đúng không? Ủi đồ đúng rồi, đâu ủi sớm, chiều 29 á, chiều mới ủi, để chi ủi sớm thì nó nhăn luôn. Khổ lắm. Có thằng nào mà quần tay được mẹ mua cho cái quần tay á, rồi nó đứng không dám ngồi sẽ nó cái ly á, rồi nó hư rồi quá ghê. Thời đó là biết rồi ghê. Ủi ủi sai tay hồi xưa vẫn còn nặng về đề coi như tay trên gì đó, quần tay là phải có ly biết không, ly là thẳng bon nè à, mà đâu có dễ tốt thằng nghĩ ca cây không à, rồi mà ngồi xuống cái nó mất cái ly được, thành ra có nhiều thằng bận vô họ sao thời đó anh lên bắt ánh mặt đồ bà ba mà ta, thì mỗi nhà mỗi người mặc ai cha mẹ mua cái gì mặc cái đó, đâu có đòi hỏi được đâu, tiền đâu đòi hỏi được đã à. Vậy còn thương nhất là gì, là bây giờ nhắc lại mới là thương. Những nhà khá giả thì họ quét vôi, còn những nhà mà nghèo quá thì đủ mà biết giấy nhiệt tình giấy báo hồi xưa biết không, vậy hồ à. Xong rồi cái sắt rồi xong cái quét cái dán lên tường, dán lên tường thành ra cho đổi mới cái gì đó biết không à. Rồi thậm chí nhiều khi cái giấy cũ của năm cũ năm trước á vẫn còn sót lại, họ quét chồng lại luôn, họ dán giấy báo mới vô, thấy thương ghê. Bây giờ thì cái chuyện nó không còn nữa, nhưng đó là những kỷ niệm mà mình không thể nào quên được trong những cái giai đoạn mà đất nước còn đang khó khăn. Bây giờ đụng bên giấy báo đâu mà quét, mà nhà đâu mà hồi xưa quét như vậy là biết nhà cho thuê, nhà hồi xưa tôi gọi là hồi Tây nó có gọi là nhà chủ phố là một cái phố như vậy, người Tây cắt dài để cho thuê thì nhà nó cắt bằng gỗ phải không, đúng rồi. Mà bây giờ nhà toàn nhà đúc, nhà xi măng không, mà nhà lấy quét vôi sơn nước không, bây giờ đâu có còn quét vôi nữa, đang dùng sơn nước không à, trời ơi, sơn nước chưa chịu nữa, sơn nước chưa chịu, nó còn vẽ tranh 3D nữa, vẽ tranh 3D. Tao có cái vụ mà trên quảng cáo trên mạng này có một loại tranh 3D mà dán vô tường mà nó lớn lắm, nó tranh 3D nó cái thước của nó chiều cao tới 2 thước mấy 3 thước lận bằng cái nhà mày luôn. Cái đó là mình có thể thay đổi luôn cái phong 3D là cái phong có thể thay đổi luôn, con nhỏ nó cuốn tới thành một cái hình khác, nó trải ra cái thành hình khác, có thể thay đổi được luôn, thay đổi cái background của cái nhà luôn, ghê gớm vậy đó. Bây giờ mình nghĩ cái chuyện mình dán giấy báo sẽ đi xưa mình thấy nó buồn cười phải không, nhưng mà đó là những cái kỷ niệm, đó là hoài niệm. Nhưng mà bố chia sẻ vậy đó thì tức là Tết đến là như vậy đúng không, mà bây giờ Tết đến thì cũng là đó, cũng là như vậy. Thì hỏi bố nè, thì quay lại cái vấn đề đó thì có người cho rằng mà càng ăn Tết ta càng nghèo, thì bố thấy hợp lý không? Nổi cái câu chuyện bố dấn chứng ra thấy ủa sao kỳ vậy ta? Năm nào cũng ăn Tết suốt mới bao nhiêu năm qua đó, thì thời đó ăn Tết là gì? Bây giờ ăn Tết là gì? Cái này đúng không? Bố nói là mấy cái like rồi chứ mới đây, nhưng mà thôi giờ sẵn thì cũng nói lại luôn. Có nghĩa là như vậy nè. Cái dân tộc Việt Nam mình á, cái Tết cổ truyền của Việt Nam mình gọi là Tết Nguyên Đán, nó đeo trong dân tộc mình, nó đeo bám dân tộc mình cũng cả ràng năm nay vậy. Nhưng mà cái Tết này, cái lai trước năm đó nói như vậy rồi, có nghĩa là ở đây cái Tết cổ truyền mình nó rất có cái nhiều điều rất là hay, mà nó nhân văn và có cái phong tục tập quán của một cái đất nước mình, văn hóa dân tộc nó rất là hay. Và nhắc điều lần nữa là tất cả các lễ lộc, tất cả những cái gì lễ lớn trong Việt Nam mình chưa hề có cái khái niệm trong đầu là ê ta phải về quê cả. Ê đừng, nhưng mà Tết Nguyên Đán là phải về. Tết Nguyên Đán là Tết Nguyên Đán như về. Tất cả mọi người đều gom góp tiền bạc từ làm ăn xa diện đại gom quát bỏ lên vai xong chạy xe máy. Có nhiều năm trong đọc báo đài thấy rồi đi lũ lượt về miền Tây á, là đi cả hàng trăm ngàn người đi từ đoàn đến nỗi mà cảm giác giao thông là phải khắc phát khăn khăn ướt rồi nước uống tiếp tế rồi kia, tội lắm. Có nghĩa là gì mà thấy không, chỉ có cái Tết Nguyên Đán thì nó mới vậy thôi, là bởi vì giống như cái lai trước tao nói lại thôi chứ tao cũng không hề lặp lại cho nó nhàn,
Nhưng mà nó có cái này vui, thật là vui. Thì về Tết á, thì được gặp là cha mẹ ông bà, rồi xong rồi gặp bà con hàng xóm. Thì giống như con nói hôm trước là mùng một Tết ba, mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy, đại khái thì mình có nói hết rồi, không quan trọng. Ê, nhưng mà có cái này vui nè. Mới lại hài chút cà này vui nè. Thường thường á, đỡ mấy thằng thiếu nợ, mấy thằng thiếu nợ nó nói rồi nè, mấy thằng mà thiếu nợ nó sợ mấy cái ngồi luôn. Nha, nhớ nha, đủ má mày mà để qua năm là mùng một Tết nó tới nhà mày tao đòi nghe. Nghe. đúng rồi. Đó, nó có vấn đề tâm linh nữa nữa, vui lắm kìa. Vui là thiếu nợ, ê, mày thiếu lắm năm ngày nha, mày mà không trả bữa nay, mai mốt mà không trả nha, mùng một nó tới nhà mày tao đòi nè. Đồ thằng kia quấn đít năn nỉ nữa, mà nó kỳ lạ lắm. Trong suốt 12 tháng, nó không sợ ngày này, nhưng mà tới giờ tới nó sợ. Sợ, tỉnh thiếu nợ sợ, đủ, hôm bữa đó rồi chắc chết ra, đủ mùa một Tết mà hồi nó lại rồi rồi cả năm luôn là thiếu nợ sẽ chết dài dài nữa, mà thấy nó thiếu thiếu rồi buồn cười. Cái văn hóa đòi nợ cũng nhằm cái buổi cái ngày Tết nữa. Đúng rồi. Buồn cười đó, rồi cái người bắt nợ cũng muốn là trả mẹ hết rồi, năm mới là mở mới chứ, rồi mà gom góp trả mẹ hết rồi, cái là vô hình chung quá, nó gom lại những cái yếu tố rất là buồn cười mà nó rất là dễ thương. Ở cái chỗ đó có nghĩa là cái người bắt nợ là không muốn bắt nợ nữa, năm mới là làm ăn phán phá là không muốn mắc nợ nữa, còn cái người đòi đòi nợ là cũng mày không trả tao là mùng một tao tới nhà mày tao đòi nợ, thằng chia xanh giấy thôi mà anh cho em này chia rồi được mặc dù nó không có mẹ gì cả, xui gì xui nhưng mà có điều ở đây nó có những cái pha hài hước mà cái đó có thật trên đời xã hội nha, chứ không phải tụi nó láo đâu á. Mà thấy rõ ràng mấy con nợ không, nó chửi nhau lộn xoàng âu á, cái hại thứ nhất là chơi hụi và giật hụi đó, đại khái gì nó bắt được là đụng mà nhỏ kia đâu có tiền, đụng nó chửi tán lạc lên rồi xong rồi cái đụng nó làm câu nhỏ kia cũng hết hồn, đụng má buồn bột Tết rồi nó già bệnh nó tới đòi là chết đụng cả năm nó không ai làm ăn được. Thì cái điều đó là cái điều nói lệ thôi, khoa học không có cái chuyện tin dị đoan điều đó, nhưng mà nó cũng có một cái gì rất là dễ thương là bởi vì những cái mà cuối năm thì thường thường người ta đúc kết là người ta giải quyết cho xong một lần ân quán gì đó đại khái vậy. Có thể là tôi cũng có một cái hay nữa thôi, ví dụ hai đứa giận nhau hoặc là hàng xóm xích mích nhau thôi, năm mới anh em dĩ hòa duy quý bỏ qua, bỏ nha, xí xóa chuyện cũ bỏ qua nghe, để cái gì là tự nhiên hai đàn ông được quá nhậu đi. Nó thương, nó có nghĩa là lúc đó làm gì con người ta nó cởi mở và nó làm giống như con người ta là không có cái sự gọi là không còn thận thù nữa, khoảng cách đúng không? Không có khoảng cách nữa. Cái gì cũng xí xóa, cái gì cũng xí xóa. Cũng hay mày, hay chứ, được không? Nó có nhiều cái yếu tố tâm linh nè, nó có cái yếu tố văn hóa nè, nó có những yếu tố nhân văn nè, cái yếu tố là xâm hợp gia đình nè. Giống như anh Phượng mới hôm qua kia nói là thì là cái Tết này, cái chữ Tết là gì? Tết khắc chặt, người Bắc gọi là Tết, Tết tóc, Tết này kia cứ là thắt chặt. Có nghĩa là khi cái mùa xuân về là người ta thắt chặt về cái tình đoàn kết, thắt chặt về địa gia đình, thắt chặt về cái sự giao thoa của xã hội. Thế là họ đoàn kết, nói chung cách đoàn kết vậy. Rất là hay. Cho nên khi muốn bỏ cái Tết đó, miễn đi, không bao giờ có, không có giờ làm được đâu. Ngàn năm nữa cũng chưa làm được nữa. Bởi vì cái đó nó ăn sâu vào máu của người Việt Nam rồi. Bỏ là bỏ Tết Tây, chứ không bỏ Tết Ta được, là bỏ vì Tết Ta nó đã lâu đời rồi, đi vào máu của người Việt rồi. Và nó có những cái phong tục mà tập quán mà nó rất là dễ thương, mà rất là hay, mà rất là nhân văn. Còn cái Tết Tây là cái Tết của người châu Âu, người nước ngoài đi vào Việt Nam mình, nó mới ngắn lắm, khoảng những trăm năm nay, từ bắt đầu từ Tây đưa vào thôi. Nó ngắn lắm, nó có thời gian ngắn lắm. Và nó rất là gọn, một ngày xong cực, đánh dấu ngày năm đó, qua bước qua năm mới, gọi là Tết Dương Lịch. Đó, âm lịch và dương lịch, Tết dương lịch là nó vậy thôi. Nó không có dấu ấn, và nó không có dấu ấn gì cả. Một đêm, một ngày, một là xong ngay thôi, rồi bạn ấy về tới rồi xong cũng phải đi làm nữa. Đó là ở đây, ở Việt Nam, ở Mỹ là nhiều khi Tết dương lịch không được nghỉ luôn. Nếu anh làm cơ quan nhà nước, hoặc là anh làm hãng xưởng á, là nó bí gì, hoặc là nó bị kẹt là nó bắt anh đi làm luôn, khỏi nghỉ. Tại vì nó không có cái gì gọi là, không có cái gì gọi là lưu luyến, không có cái gì gọi là để làm cho mình nhớ, ví dụ vậy. Còn người Tết cổ truyền Việt Nam có nhiều cái điều hay lắm con. Mời thêm người khác lên chơi cho nó vui, mà đừng kêu bắt đây đi đâu. Ông lạnh lắm, không lên được đâu.
đang lạnh để cho bố coi cái... lại cái Tết ngày xưa nè, Tết cách đây 30 năm, cái khung cảnh Tết cách đây 30 năm, năm 1993 đúng không? Nghèo lắm mà vui, nghèo mà vui lắm, chứ không có gì. Đó. Đó, chợ Tết thấy không? Đúng rồi, đó, chợ bông, chợ hoa, chợ Tết thấy không đó. Cái này ở dưới miền Tây nha, tức là cảnh này dưới miền Tây nha. Đó. Chợ hoa. Đó, cách đây 30 năm đó, năm 1993. Ừ, đúng rồi. Nói chung là nghèo hay giàu gì cũng vậy, cái Tết Việt Nam mình nó có một cái gì đó, đúng rồi, 1993. Nó có một cái gì đó rất là hay. Mà vui nhất là mới đáp nít nhà ta khoái lắm. Đồ mà thứ nhất là được mặc đồ mới, thứ hai là được lì xì. Đó, vậy đó. Đó, đó nhìn đi thì đây càng là... ăn càng nghèo hay sao? Tao đây, đây mà cái gì mà thấy dễ thương, mà thấy dễ thương không? Đó, chưa chưa có một cô nhí rồi, một cái cây tắc, mà cái cây mà đây nè, đây đâu trong gia đình mình nè, thằng quỷ thứ nhất đó. Trời ơi. Đúng rồi. Đồ quá. Đồ anh làm gì cái gì? Nói thì sẽ nói, chứ thực sự ra mà nói là cái mùa Tết đó là cái mùa kinh tế phát triển, kích cầu kinh tế. Nó hẳn là như vậy, là bởi vì sao tất cả mọi người dân ở Việt Nam mình là ở dưới quê, họ làm về coi như những người trồng hoa để bán Tết, rồi những người nói chung là họ chỉ chờ đợi cái mùa này, họ để chở từ dưới quê lên để họ bán ở mùa Tết, rồi thịt rau củ quả quần áo giày dép, nói chung tất tần tật những cái sản phẩm của người mà làm ra để mà cung phụ cho ngày Tết, cung và cầu để tương ứng với nhau. Cái điều đó là rất là hay, làm sao nghèo được mày, làm sao nghèo được mày, có thể là mày đi dành tiền mà ăn Tết thì mày đi ra, nhưng cái người bán hàng cho mày là họ thu vào, nó có một sự luân chuyển, mày hiểu không? Đó là cái sự làm gì nghèo được, bỏ thì bỏ tất tay, không có bỏ tất ra được đâu, khó vậy. Rồi thì con nói gì con nói nữa đi, rồi chưa còn mua lân rồi đốt, hồi xưa nó còn thời và thời nó còn đốt pháo, nhưng mà mình phải công nhận là đốt pháo, là bỏ đốt pháo là cái điều rất là chính xác, chính xác. Mưa mưa vô cầm ạ. À.